4 lợi ích của chạy bộ. 1. Giúp xương chắc khỏe. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 trên JBMJ Plus đã phát hiện ra rằng những người chạy bộ thường xuyên có xương chắc khỏe hơn so với những người ít vận động. Các nhà khoa học cho rằng sự tác động của việc chạy bộ thúc đẩy xương thích nghi và trở nên chắc khỏe hơn. Tuy nhiên, hãy tăng dần cường độ khi chạy bộ thay vì dùng hết sức mình khi bắt đầu. Việc chạy bộ với tốc độ nhanh ngay từ đầu có thể khiến xương không thích nghi và làm tăng nguy cơ chấn thương. 2. Giúp giảm cân. Chạy bộ là một trong những bài tập giúp đốt cháy nhiều calo. 30 phút chạy bộ có thể đốt cháy 240 đến 336 calo với tốc độ khoảng 8 km/h. Hãy kết hợp chạy bộ cùng một chế độ ăn hợp lý để tạo ra sự thâm hụt calo, từ đó thúc đẩy giảm cân một cách hiệu quả. 3. Giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Chạy bộ có thể giúp hạ huyết áp ở những người bị huyết áp cao mãn tính. Ngoài ra, một nghiên cứu quy mô lớn từ hơn 55.000 người trưởng thành trong suốt 15 năm cho thấy những người chạy bộ thường xuyên có thể giảm 45% nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ thấp so với những người không chạy. 4. Giúp sống lâu hơn. Chạy bộ có thể giúp cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Theo Everyday Health, những người chạy bộ thường giảm 25-40% nguy cơ tử vong sớm so với những người không chạy bộ. Hơn nữa, những người chạy bộ có xu hướng sống lâu hơn khoảng 2-3 năm so với những người không tập thể dục.